Hai ngày sau, Jimmy tỉnh dậy trong bệnh viện. Anh kinh hoàng phát hiện ra cả hai bàn tay của mình đều đã bị cắt cụt. Chào mừng các bạn đến với Nagi Movie và series American Horror Story. Chuyện kinh dị Mỹ mùa thứ tư. Cánh siếc quái dị. Ở tập 10, Jimmy đã bị cắt cụt tay. Còn Maggie chết ngất khi nhìn thấy đôi tay ấy ở viện bảo tàng. Video này mình sẽ tiếp tục tóm tắt nội dung của tập 11. Tất nhiên, mình sẽ spoil toàn bộ nội dung. Nếu bạn đã xem phim hoặc không quan tâm tới việc spoil, hãy nhấn nút subscribe, bấm nút chuông bên cạnh và cùng mình bắt đầu thôi nào. <laughs> Tiếp nối chuyến thăm tù của Spencer ở tập 10, ông ta đưa ra đề nghị chặt tay Jimmy bán để lấy tiền thuê luật sư. Nhưng bị Jimmy từ chối, Spencer gợi lại chuyện đã xảy ra với Mip giữa cái chết và việc bị chặt cụt một tay cuối cùng jimmy cũng bị thuyết phục spencer cho jimmy uống một trái thuốc khiến anh nôn mửa không ngừng sau đó spencer thuyết phục lính canh cho phép jimmy lên xe cấp cứu do người tình của ông ta chờ sẵn bên ngoài hai ngày sau jimmy tỉnh dậy trong bệnh viện anh kinh hoàng phát hiện ra cả hai bàn tay của mình đều đã bị cắt cụt Cặp song sinh đã chấp nhận cuộc sống ở gánh xiếc, ngay cả đó cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống ở đây. Họ bắt đầu tìm kiếm khoái lạc và cố tìm người mà cả hai đều thích, thậm chí họ thử nghiệm với cả anh chàng người lùn nhưng chưa ưng ý. Hai người cũng đốt nhật ký của mình vì họ không cần giữ bí mật với nhau nữa. Cặp song sinh bắt gặp Chester, một cựu chiến binh với một mảnh đạn trong đầu, đang làm nghề buôn bán tắc kè, anh ta đã nghe về danh tiếng của gánh xiếc và quyết tâm tới tận nơi xin gia nhập. Anh cũng là một ảo thuật gia nghiệp dư và muốn được tham gia các buổi biểu diễn. Cặp sông sinh nhanh chóng cho rằng anh chàng chính là người tình dành cho họ. Đèo đến thăm Jimmy và thấy anh đã bị cụt tay. Jimmy cho ông biết Spencer đã bán chúng để giúp anh có tiền thuê luật sư. Đeo cầu xin Jimmy đừng tin vào lời của Spencer. Nhưng Jimmy không còn lựa chọn nào khác hoặc tin vào Spencer hoặc bị chết. Simi lịch sự nhờ đeo bón cơm cho mình, trong khi đeo nghĩ về việc làm tay giả cho Simi, thì anh nghĩ tới dự định mua lại gánh xiếc từ Elsa. Đeo cũng hào hứng muốn tham gia. Hai cha con có giây phút xúc động khi lần đầu tiên trong đời đeo đút cơm cho con trai. Đeo kể về tuổi thơ khi phải sống trong gia đình toàn người có bàn tay tôm hùm, ông bị chính những người trong gia đình kỳ thị vì là người bình thường duy nhất trong nhà. Vì vậy, khi Simi được sinh ra với bàn tay tôm hùm, Đeo đã bỏ chạy tại lều của Elsa, Chester cố gắng thể hiện khả năng ảo thuật của mình, nhưng Elsa không hề quan tâm. Chester tiếp tục thể hiện khả năng nói bằng bụng với con dối Mojin, dù điều này khá thú vị, nhưng Elsa vẫn từ chối. Chester cầu xin được bán tắc kè ở đây, nhưng một lần nữa bị từ chối. Cuối cùng, Chester cho Elsa xem bản ký chép doanh số bán tắc kè. Nhờ đó, bà nhận ra tài đang quản lý sổ sách của Chester. Elsa cho anh một cơ hội để làm hâm nóng đám đông trước buổi biểu diễn và giúp bà quản lý sổ sách ở gánh xiếc. <laughs> Sau đó, khi còn lại một mình, Chester tiếp tục nói chuyện với Mojin, còn dối tỏ ra phẫn nộ vì không có tên trên áp phích quảng cáo. Lúc này, Paul bước vào và không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi Paul rời đi, Mojin cười rượu cợt Chester. khi Ever và Suzy đang giúp Elsa đóng gói đồ đạc cho kế hoạch tới Hollywood của bà, thì đeo tới và nói cho mọi người biết việc Spencer đã chặt cụt tay của Jimmy. Elsa yêu cầu đeo phải đưa Jimmy ra khỏi nhà tù. Ever vội vàng đi theo đeo vì muốn giúp đỡ. Chester tới thăm cặp song sinh và tặng họ một chiếc hộp âm nhạc để cảm ơn vì đã giới thiệu anh với Elsa. Anh cũng cho họ biết một số đạo cụ mà anh đã tìm thấy trong kho, bao gồm cả chiếc hộp cứu đôi người. Chester mời cặp song sinh làm trợ lý biểu diễn họ sẽ giúp anh đánh lạc hướng đám đông bằng bề ngoài xinh đẹp của mình buổi biểu diễn diễn ra và thực sự thành công rực rỡ He really seems taken with us. sau đó khi chester và Maureen đang tranh cãi thì cặp song sinh tìm tới họ mối quan hệ với anh nhưng đột nhiên chester bị đau đầu dữ dội cặp song sinh cố gắng bóp vai cho anh thư giãn chester hồi tưởng lại chuyện cũ anh ta ngồi ôm con rối Moiraine và nhìn hai người phụ nữ làm tình trên giường. Vợ của anh, Lucy và bạn gái của cô ấy, Alice. Hai người bắt đầu quan hệ với nhau từ khi anh đi lính. Hai cô gái mời gọi Chester tham gia, nhưng họ phản đối sự có mặt của con búp bê Moiraine khiến anh bỏ đi với thái độ khinh bỉ. Cuối cùng thì Chester cũng bị cặp song sinh thuyết phục khi họ cho phép anh ôm theo Moiraine trong lúc quan hệ. <laughs> tại biệt thự, Danny nhận được báo cáo về cặp song sinh từ thám tử. Qua đó, hắn biết cặp song sinh đang qua lại với Chester. Danny khóc khi nghĩ rằng đáng lẽ cặp song sinh phải là của mình. Tối hôm đó, khi Jimmy bị chuyển từ bệnh viện về nhà giam, vừa và Del tấn công xe áp giải. Trong lúc sâu sát, Del bị dính đạn nhưng vẫn hạ cục cả hai viên cảnh sát để cứu Jimmy. thấy mình không còn cần tới con rối nữa. Chester cố gắng nhét Morgin vào hòm, nhưng con rối phản đối, khiến anh ta tiếp tục hồi tưởng. Khi đó, Elit đã sống Morgin đi. Và dè biểu khi anh vẫn mặc quân phục, dù chiến tranh đã kết thúc 4 năm. Cũng như việc anh chỉ có thể quan hệ tình dục khi ôm theo con búp bê kỳ quái. Trong lúc Chester đang bối rối, Morgin hiện lên và yêu cầu anh giết chết vợ cũng như người tình của cô ta. Một lần nữa, Paul lại xuất hiện giữa cuộc cãi vã của Chester và con dối. Anh thông báo Elsa muốn gặp Chester. Hóa ra, Elsa chấp nhận bàn gánh xiếc cho Chester với giá 1.000 đô la. Với điều kiện, các thành viên của gánh xiếc đều được giữ lại và tiếp tục biểu diễn phần trình diễn hiện tại. Chester cũng cho biết thêm, anh sẽ dành lều của Elsa cho Maureen. Anh vui vẻ về xe của mình để thông báo cho con dối, nhưng nó đã biến mất. Marjorie! Ở bên ngoài, cảnh sát tới tìm Jimmy. Chester quận trí cầu xin cảnh sát giúp tìm lại Morgan, nhưng tất nhiên viên cảnh sát bỏ ngoài tai và quyết tâm rời tung nơi này để tìm Jimmy, mặc dù không có kết quả. Again. Sau cuộc tìm kiếm của cảnh sát, Chester lang thang đi tìm Morgan thì bắt gặp Dandy. Nhờ có toàn bộ thông tin từ thám tử, Dandy biết việc Chester đã giết vợ cũng như người tình của cô ta. Chester cũng nói rằng chính Morgan đã giết Lucy và Alice. để đi cho Chester biết rằng Mojin đang ở lều chính và cô ta không thích anh qua lại với cặp sinh đôi khi Chester tìm thấy con rối, Mojin nói với anh rằng anh phải cưa đôi cặp song sinh và giết bất cứ ai muốn chia cách anh với nó You're gonna twins in half. <laughs> ở một diễn biến khác, Maggie bất ngờ đến yêu cầu đeo xa phải xem xét một món đồ đó chính là bình chứa xác của Mo <laughs> Trong khi đó, Đeo quay trở về xe của mình và thấy The Series đang đợi cùng một khẩu súng. The Series nói rằng mình đã biết hết các bí mật của Đeo, kể cả chuyện ông ta là gay, và tra hỏi ông đã giết những ai. Ban đầu, Đeo chỉ nhận đã giết cảnh sát để cứu Jimmy, nhưng cuối cùng, The Series cũng khiến ông thừa nhận đã giết chết Morpetti khi Đeo đang khóc lóc vì tội lỗi của mình. Elsa bắn chết ông từ phía sau. All I to Vừa rồi là tóm tắt toàn bộ tập 11 của mùa thứ tư American Horror Story Gánh Xiếc Quái Dị. Bạn nghĩ sao về nội dung của tập này? Hãy cho bọn mình biết bằng cách để lại comment ở phần bình luận nhé. Nếu bạn thích video này thì đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe kênh Nike like, Movie, bấm nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ các video trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Dominique, nique, nique, son allait, tout simplement routier, pauvre et chantant En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.